Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt, tàu điện trong 11 ngày lễ Tết trong các năm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dịp lễ Tết, khách vãng lai, khách du lịch có nhu cầu sử dụng xe buýt, tàu điện tăng cao. Vì vậy, việc miễn phí vé là cơ hội để quảng bá hình ảnh thủ đô cũng như hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và thuận tiện thu hút người dân sử dụng. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai miễn phí vé xe buýt tàu điện trong các dịp lễ Tết. Theo Điều 112 Bộ Luật Lao động, Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm Tết Dương Lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, Ngày Thống Nhất và Quốc tế Lao động 2 ngày, Ngày Quốc Khánh 2 ngày, theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, năm 2022, doanh thu 11 ngày lễ Tết khoảng 15,3 tỷ đồng, với xe buýt là 11,6 tỷ đồng, tàu điện là 3,7 tỷ đồng. Khi hệ thống vé điện tử được đưa vào sử dụng, dự kiến doanh thu toàn hệ thống vận tải công cộng tăng lên 214 tỷ đồng một năm, có khả năng bù đắp được khoản miễn phí. Phía doanh nghiệp không bị ảnh hưởng khi miễn phí do vẫn được thành phố trợ giá vận tải hành cách công cộng. Giải thích thêm việc không miễn phí với vé tuần, vé tháng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng hai loại vé này đã được ưu đãi so với vé lượt thông thường và được phép không giới hạn chuyến đi trong thời gian vé có hiệu lực. Cùng với đó, vé tuần, vé tháng còn được áp dụng các chính sách giảm giá 50% cho nhóm học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp. Mức giá vé tháng hiện nay khá thấp so với thu nhập bình quân của người lao động. Hơn nữa, để miễn phí cho vé tuần, vé tháng cần cộng thêm ngày sử dụng cho hành khách. Theo các đơn vị khai thác vận hành, công tác này làm phức tạp cho hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, vì vậy Sở Giao thông Vận tải đề xuất chỉ áp dụng miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt tàu điện trong 11 ngày lễ Tết. Hiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội đến nay đã có 156 tuyến, trong đó có một tuyến buýt BRT, 10 tuyến xe buýt điện, 10 tuyến xe buýt CNG. 112 tuyến buýt thường, 8 tuyến không trợ giá, 12 tuyến buýt kế cận và 3 tuyến city tour. Hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức có một tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông, hiện đang chuẩn bị tích cực đưa thêm tuyến đường sắt số 3 đoạn trên cao nhộn cầu giấy vào vận hành khai thác trong năm 2024 dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt như tăng số lượng tuyến phương tiện mở rộng vùng phục vụ và chất lượng bên cạnh đó chất lượng dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã được cải thiện loại hình vận tải công cộng bằng đường sắt đô thị cũng dần khẳng định được tình yêu việt nhờ tốc độ cũng như thời gian chuyến đi được đảm bảo theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân lớn khiến người dân chuyển sang chọn đi phương tiện công cộng nhiều hơn là do giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian qua dẫn đến chi phí đi lại bằng phương tiện cá nhân của người dân tăng theo để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng ngày một nhiều hơn trong thời gian tới thành phố cần tiếp tục tuyên truyền những lợi ích thiết thực của vận tải hành khách công cộng đối với người dân để người dân hiểu và sử dụng tuyên truyền phổ biến các chính sách của hà nội như chính sách giảm giá vé đi xe buýt miễn phí nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phục vụ của xe buýt, đầu tư thay thế dần các phương tiện sử dụng dầu diesel sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, việc miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt, tàu điện trong 11 ngày lễ Tết trong các năm chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân, kích cầu người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Trong các dịp lễ Tết hàng năm, nhu cầu di chuyển tăng cao, không tránh được các cuộc tụ tập liên hoan, gặp mặt chúc mừng, nhiều người uống rượu bia vẫn tham gia giao thông. Đơn cử chỉ tính riêng trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 7.400 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn 2.800 trường hợp, mùng 2 Tết gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Còn ngày mùng 3 Tết, con số đã lên tới hơn 5.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Chính vì vậy, đi phương tiện công cộng giúp giảm lượng phương tiện cá nhân, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều – xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, không còn tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi. Ngay trong những ngày đầu năm mới, từ sáng mùng 1 Tết, nhiều siêu thị cũng như cửa hàng đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân đem tới sức sống và sinh khí ngay trong ngày đầu năm mới, với hy vọng mua may, bán đắt, có thể nhận thấy, ngay từ những ngày đầu năm giáp thìn, một số siêu thị đã sớm mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Không khí mua sắm trong ngày mùng 3, mùng 4 Tết bắt đầu sôi động hơn. Ghi nhận chung cho thấy, nguồn hàng tại các siêu thị khá dồi dào, giá không đổi. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để bảo đảm thời gian phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị bán lẻ đăng ký mở cửa bán hàng trở lại từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết từ mùng 6 Tết trở đi, các hệ thống hoạt động bình thường. Ghi nhận tại các quận trung tâm thành phố, ngay từ ngày mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị Yugo, Big C, Ion, Lotte Mart, cửa hàng tiện lợi sơ cổ cây đã mở cửa. Nếu như mùng 2 Tết, lượng khách tới siêu thị mua sắm chỉ lác đác, thì sang mùng 3 Tết, người mua đã đông hơn. Mở cửa từ mùng 2 Tết, lượng hàng tại siêu thị Big C Tăng Long, quận Cầu Giấy khá dồi dào. Số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó hàng hóa phong phú, bảo đảm tươi mới. Hệ thống siêu thị Ion mở cửa hoạt động xuyên Tết, trong đó từ ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, mở cửa theo thời gian bình thường từ 8 giờ đến 22 giờ. Mùng 3 Tết, các kệ hàng đầy áp hàng hóa, quầy rau xanh, thực phẩm chế biến sẵn, trái cây, thịt bò, hải sản, có nhiều người tới chọn mua. Nhân viên siêu thị liên tục tiếp thêm rau, quả mới lên các quầy hàng. Các loại rau xanh được người dân chọn nhiều sau Tết, bán với giá như ngày thường. Dù biết số lượng khách hàng không được nhiều và đông như ngày thường, tuy nhiên các siêu thị vẫn muốn đem tới nhu cầu tốt nhất, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Với các siêu thị lớn và trung tâm thương mại, ngoài là nơi mua sắm còn là nơi vui chơi, giải trí, quy mô, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân đón năm mới ai cũng có ước nguyện và kỳ vọng về những điều tốt đẹp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ việc mở cửa hoạt động trở lại ngay trong ngày tết là mong muốn đầu xuôi đuôi lọt và đặt niềm hy vọng việc kinh doanh sẽ được xuân sẻ thuận lợi trong ngày đầu năm Các bạn thân mến bạn vừa nghe podcast hà nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình hà nội các bạn có điều gì muốn trao đổi hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại